đi du học Đài. Cần mang gì, cần mang bao nhiêu tiền, cần lưu ý điều gì, nên mang gì và không nên mang gì, tất cả đều có trong cái video này. Wow. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kì Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Cho một lời chào để mở đầu cho cái series mới này đi nha. Mình là Vĩnh Ký, là một du học sinh Đài. Đây sẽ là một cái series mới mở đầu trong cái hành trình mình ở Đài Loan, những cái thông tin cần thiết và bổ ích. Wow. Lúc mà mình làm cái video này cũng là vào tháng 9 rồi, có thể gọi là tháng của đợt tuyển sinh của các trường đại học. Và nếu mà các bạn không biết là đi du học Đài thì cần mang theo những gì thì video này dành cho bạn. Trước khi đi tiếp với video thì Ký Kì Cục còn ở phía bạn nhắm mắt. Link mình để phía dưới phần mô tả nha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Thứ nhất, giấy tờ. Chúng ta sẽ liệt kê theo thứ tự. Đầu tiên cũng là quan trọng nhất, đó chính là giấy tờ. Bạn hãy chuẩn bị một cái bìa nhỏ đựng hồ sơ để mà có thể dễ dàng đựng những cái loại hồ sơ quan trọng nhất, như là hộ chiếu nè, visa nè, chứng minh nhân dân nè, và những cái loại giấy tờ cần thiết khác trong quá trình nhập học. Một điều lưu ý nữa là đối với những bạn đi theo diện du học thì các bạn hãy kiểm tra kỹ cái thư mời nhập học của nhà trường. Một điều mà mình cảm thấy là các bạn thường sẽ không để ý, trong đó có bản thân mình nữa, đó là cái phần hình thẻ. Hãy chụp nhiều, dư ra những cái tấm hình thẻ, vì qua bển cái giai đoạn đầu mình lưu trú ở bển thì mình cần nhiều hình thẻ để mà mình làm một số loại thẻ và một số loại giấy tờ cần thiết. Kích thước thì nó sẽ tùy vào yêu cầu của bên trường nha. Đó là cái lý do mà mình muốn nhắc các bạn là hãy xem kỹ cái email, cái thư mời nhập học của nhà trường. Một điều nữa là đừng quên là hãy dành thời gian ra mà sao lưu cái chứng minh nhân dân cũng như là cái hộ khẩu của bạn. Bây giờ chịu cực một xíu. Đó. Để mình qua bển rồi thì nếu có gì cần mà mang theo nữa, cũng như là một số điều lưu ý thêm thì mình sẽ làm phần 2 của video này nha. Thứ hai, tiền. Thì đương nhiên là phải mang tiền rồi đó, nhưng mà cái vấn đề là mang bao nhiêu tiền thì đủ. Thì mình được biết là bạn có thể mang tối đa 100.000 Đài tệ khi mà qua Đài mà không cần phải khai báo. Tâm lý của các bậc phụ huynh khi mà có con em đi du học nhất là tuổi của con em mình, những người bạn đi chung với mình thường là chỉ vừa 18 thôi, thậm chí là có thể là hơn một tí. Thì các bậc phụ huynh thường sẽ lo ngại khi con em mình mang quá nhiều tiền mặt bên người, nhất là khi mà qua bển lại là sống tập thể, sống trong khu ký túc xá. Thường thì ở đây họ cũng chưa làm thẻ visa, mà qua bển giai đoạn đầu thì cũng chưa thể làm thẻ ngân hàng. Mình thì mình có làm sao mình sẽ nói như vậy. Bao nhiêu là đủ đây? Thường thì cái mức độ đó nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như là cái nguồn tài chính của gia đình bạn như thế nào, gia đình bạn cho bạn bao nhiêu khi mà qua đây, rồi bạn có người thân bên Đài không, bạn đi theo cái diện nào và cái diện mà bạn đi nó có hỗ trợ học bổng không, bla bla. Đứng dưới cái góc nhìn của mình thì đứng dưới cái góc độ của bản thân mình thì mình sẽ đổi tiền Đài trước khi mà ở Việt Nam, sao cho cái tiền Đài đó nó tối thiểu là nó sẽ đóng được một kỳ học phí ký túc xá, rồi dư ra một tí cho tiền ăn. Thường mấy cái khoản tiền cố định đó thì nó sẽ công khai ở những cái web trường cũng như là cái group lớp của bạn. Vì mình chủ trương là bản thân mình cũng sẽ không quá là thoải mái khi mà mang quá nhiều tiền mặt bên người Và mình cũng có suy nghĩ là tôi qua đây tôi cũng chỉ thay đổi một cái nơi khác để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu. Và mình cũng mang cái tâm lý là cũng sẽ vừa học vừa làm để mà phụ giúp gia đình. Thứ ba, thuốc. Thứ mà mình quyết định mang tiếp theo và mình ưu tiên xếp ở vị trí thứ ba đó chính là thuốc. Thật ra thì mình không phải là một con người hay bệnh, nhưng mà lần mình không khỏe gần đây nhất đó chính là lần mình đang đi du lịch. Hôm đó thì thường thì mình sẽ ngồi xe được nha. Nhưng mà hôm đó là sẵn là không khỏe trong người rồi mà lại ngồi cuối xe nữa, nó lắc tới lắc lui, rất là lắc luôn. Nên là bệnh giữa chuyến đi luôn. Cũng hơn là lúc đó có một cái cô kia giúp mình cạo gió. Cạo có mấy đường thôi mà cái gió nó lên đỏ lè luôn. Những cái lúc như vậy thì mình mới nhận thức là chúng ta sẽ không biết rằng mình yếu đuối và cần được hỗ trợ nhiều đến như thế nào cho đến khi chúng ta bệnh. Bạn thử nghĩ đi, ở Việt Nam bạn không khỏe hay là gặp khó khăn gì, bạn chỉ cần la lên một tiếng là sẽ có người tới giúp, có người tới hỗ trợ. Nhưng khi mà qua bển, một thân một mình, nó lại là chuyện khác. Những khi mà tỉnh táo, khỏe mạnh thì mình có thể handle được tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái điều kiện tối thiểu là bạn phải khỏe mạnh trước cái đã. Qua bên Đài, mua thuốc nó không có dễ. Thứ nhất là nó mắc. Cái thứ hai là nó sẽ không giống như là dạng ở bên Việt Nam mình. Như kiểu là bạn chỉ cần ra nhà thuốc Tây, bạn nêu triệu chứng cho người ta là người ta sẽ bốc thuốc cho bạn. Nó không dễ dàng như vậy. Nên là các loại thuốc như là thuốc cảm, là thuốc sốt, là thuốc nhức đầu, là thuốc đau bụng nè, rồi băng keo cá nhân nè, hãy thủ sẵn gom hết vô hành lý đi. Và đừng quên mang theo bên người một cái chai dầu gió nữa nha. Thứ tư, thiết bị điện tử, thiết bị công nghệ. Đài Loan là nước sử dụng điện áp 110V, còn Việt Nam của chúng ta là sử dụng 220V. Nói thêm là đồ điện nha. Mà đồ điện ghi trên đó là 110V, mà cắm vào cái ổ 220V đó, thì do là cung cấp điện 220V mà vào một cái dụng cụ chịu được có 110V thôi, nên là dụng cụ đó sẽ bị hỏng. Ngược lại, đồ điện mà sử dụng điện áp là 220V đó, mà cắm vào cái ổ điện 110V thì do không có đủ điện để mà hoạt động đó, nên là đồ điện sẽ không sử dụng được. Các bạn lưu ý là đừng đem những cái món đồ điện tử có nguồn điện là 220V như là máy sấy tóc nè, bàn ủi nè. Vì điện bên này là hoàn toàn là 110V nên sẽ dễ xảy ra cháy nổ. Cũng như là chú ý cái nội quy của trường và ký túc xá để đem những cái thứ cần thiết nha. Để mà biết rõ hơn, để mà lưu ý rõ hơn thì bạn có thể xem trên những cái nhãn dán trên những cái thiết bị điện của mình chuẩn bị mang đi nha. Một cái điểm lưu ý nữa đó là ổ cắm của bên Đài là ổ dẹp, nên là mình đã tham khảo những người bạn của mình và đã mua một cái ổ cắm điện du lịch này. Nhưng mà lưu ý là cái ổ cắm này nó không có chuyển đổi điện áp 110V sang 220V và ngược lại nha. Chỉ là khi mà bạn có một cái phích cắm tròn thì đương nhiên cái phích cắm tròn đó nó không cắm được vào cái ổ điện dẹp của bên Đài rồi, thì bạn cắm cái phích cắm tròn đó vào cái ổ này, cái ổ xanh xanh này, và nhả từ cái ổ này ra cái cắm hai cái đầu dẹp. Nên hãy chắc chắn thiết bị của bạn có hỗ trợ điện áp kép, tức là hoạt động được cả 110V và 220V. Là bạn sẽ thấy được cái dòng chữ là từ 100 đến 250V, 50 đến 60Hz trên cái nhãn của thiết bị. Thứ năm, đồ ăn. Một điều quan trọng khác đó là đồ ăn. Sở dĩ mình nó quan trọng đó là vì Đài Loan cấm mang thịt heo khi mà nhập cảnh, và với cái khung hình phạt rất là nặng, thậm chí là không cho nhập cảnh luôn. Thịt heo ở đây bao gồm những cái sản phẩm thịt heo luôn, như là những cái viên thịt nhỏ nhỏ trong gói gia vị của mì gói luôn á. Nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này nha. Nói thêm về đồ ăn Đài đi, thì mình nghe được hai luồng ý kiến. Là thứ nhất đó là đồ ăn Đài dinh dưỡng khá là ngon, và cái thứ hai đó là đồ ăn Đài khá nhạt và không hợp khẩu vị lắm. Không quá là yêu cầu trong việc ăn uống, có sao thì mình cũng có thể ăn vậy. Nên là mình có thể là mình sẽ đem theo vài bao mì gói chay, và mình sẽ, nếu được thì mình sẽ mang thêm granola, là một số loại hạt đã được chế biến qua bển ăn. Và mình có tìm hiểu trên mạng thì granola thì có thể mang được nha. Thứ sáu, quần áo. Mình thì cũng có tìm hiểu qua thời tiết của Đài Loan. Thời tiết bên Đài thì nó cũng khá là dễ chịu. Mùa đông của bên Đài á, so với khí hậu của miền Nam Việt Nam thì sẽ có phần lạnh hơn. Nhưng mà mùa đông của bên Đài á, thì nó lại có phần ôn hòa dễ chịu hơn so với là miền Bắc của Việt Nam. Mà mình thì ở Hồ Chí Minh mà, nên là chắc chắn thì mình sẽ phải thủ sẵn cái áo khoác mà dày rồi đó. Mình thì mình thích diện đồ theo kiểu thu đông. Các bạn cũng có thể thấy ở cái outfit này của mình. Nên là mình tin rằng thời tiết bên Đài sẽ tạo điều kiện để cho mình có thể diện đồ rồi đó. Mà nếu mà đi du học thì cụ thể chúng ta sẽ mang cỡ bao nhiêu bộ đây? Cái này mình cũng có tìm hiểu luôn. Thì mình thấy nôm na là cỡ 20 đến 25 bộ. Thật sự nha, những cái vấn đề cá nhân của mình đó thì thường mình cũng sẽ cũng có tìm hiểu đó. Mà khi mà lên content rồi á thì có thể là mang nặng một cái trách nhiệm lên vai á, nên là thường là mình sẽ tìm hiểu cho kỹ rồi mới lên đây mình nói. Chia ra thì sẽ là 8 đến 10 bộ hàng ngày, rồi 3 đến 5 bộ để dành cho hoạt động thể thao hoặc là những cái hoạt động ngoài trời, và 2 hoặc là 3 bộ đồ ngủ, và 2 bộ đồ cho những dịp đặc biệt như là năm mới đồ đó. Và đồ lót thì 7 đến 10 bộ là tối thiểu cho một tuần. Có cái gì phải ngại, tại vì cái nào riêng tư giữ riêng cho bản thân mình thì mình sẽ giữ riêng, còn cái nào mà mình thật tâm chia sẻ thì mình chia sẻ thôi. Ưu tiên thì chọn những cái bộ đồ dễ phối. Như vậy thì nó sẽ tối ưu hóa được cái việc bạn sắp xếp hành lý. Và nhớ là mang dù nha, vì mình có tìm hiểu thấy là cái tháng mà mình qua bển á, là thường sẽ có những cái cơn mưa bất chợt á. Nên là nếu mà được thì mình cũng thủ sẵn cái áo mưa dày luôn, tại vì chắc chắn là mình cũng có mang giày qua bển rồi đó. Thứ bảy, những món đồ mình đặc biệt mua thêm. Ngoài những món đồ đó ra thì mình còn mang theo hộp bút nè, đồ dùng học tập nè, rồi những quyển sách mình chưa đọc ở đây nè, nhưng mà mang ít ít thôi để mất công nó bị lố ký. Rồi cái tu vít nè, rồi cái túi zip, túi đựng đồ á, thì mình cũng có tìm hiểu trên những cái fanpage. Mình thấy là mọi người khuyên là nên mang theo túi để đựng đồ và mắt kiến dự phòng. Thấy chưa, nói ra là thấy quan trọng liền. Những người bị cận thì sẽ thấy được cái tầm quan trọng, không những thấy mà cảm nhận sâu sắc được cái tầm quan trọng của cái mắt kiến, đúng không? Nên là thủ sẵn một cái cặp mắt kiến Seiko. Và mình thì mình cũng gọi là có lo cho tương lai, cũng có nhìn xa đó, nhưng mà mình may mắn là có những người bạn họ nhìn xa trông rộng, họ đã trải qua những cái vấn đề đó, và họ tặng cho mình cái túi hút và cái máy hút chân không, để mà cho cái việc sắp xếp hành lý nó được tối ưu hóa cái không gian đó. Đó là lý do vì sao chúng ta nên có bạn. Bên cạnh đó thì có thêm cái cân đo mà cầm tay á, để mà bạn biết được là cái hành lý của bạn có bị lố ký hay không, vì lố ký là phải đóng tiền phạt. Lấy ra cho mọi người coi luôn ha, đợi mình tí. Đây là mấy cái túi hút chân không nè. Cái túi này nó khác cái túi bình thường. Ôi trời, giống mở livestream bán hàng quá nha. Đây là cái túi nè, nó khác với những cái túi zip bình thường là nó có một cái lỗ để mà hút. Còn đây là cái máy hút, cắm điện vào thì nó sẽ hút cái không khí bên trong túi để mà tối ưu hóa cái hành lý nhất có thể. Còn đây là cái máy cân đo cầm tay. Cái này nó nằm ngoài cái content của mình nha. Mình nghĩ là mình sẽ nói sơ thôi, nhưng mà tự nhiên mặc dù đang mệt nha, nhưng mà cũng lên cái feel á, để mà có thể lấy cụ thể ra cho mọi người luôn. À, mình quên nhét pin vô rồi. Đây là cái khe đựng pin nè. Khi mà có cái pin rồi á thì mình sẽ móc lên cái hành lý này nè. Mình đo xem nó có vượt cân hay không. Lưu ý cuối cùng đó là cái lưu ý khi bạn bước chân tới sân bay. Mình nghe được rất nhiều cái lời này rồi, và mình biết là nhiều khi các bạn cũng biết rồi, nhưng mà mình phải lưu ý là các bạn luôn. Đó là khi mà lên sân bay á, ai kêu gì, ai kêu cầm giùm cái đồ gì, hay là cái gì, cái cầm giùm cái hành lý hay là cái gì đó, đặc biệt là người lạ nữa, thì chúng ta không được cầm bất cứ thứ gì hết từ người lạ nha mọi người. Và nếu mà cảm thấy cái trường hợp đó cần được hỗ trợ thì chúng ta hãy nhờ những cái nhân viên an ninh sân bay, nhờ họ hỗ trợ hoặc là như thế nào đó, chứ chúng ta đừng cầm những cái món đồ mà chúng ta không biết lên sân bay. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Và đây cũng chính là cái video mở đầu cho cái series Cuộc sống du học sinh bên Đài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem những chiếc video của mình. Nếu mà cảm thấy video giúp ích cho các bạn thì đừng quên hãy share chiếc video này để mình có cơ hội tạo ra vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.